Công chúa, mình tên là Poppy. Công chúa tên gì? Công chúa tên Bell. À, công chúa Bell. Trời ơi, công chúa Bell nhìn đẹp quá à. Công chúa Bell có một cái mái tóc rất là đẹp. And little half blows. Đúng rồi, có một cái đầm rất là đẹp. Còn coi tôi nè, con mắt tôi bự chà bá lửa luôn. Cái miệng của tôi thì nó rộng. Còn cái mũi của tôi thì nó tẹt lét. Còn coi tóc của tôi nè, nó dựng lên vậy nè. Tôi buồn quá. It's okay. You want to go to the nail salon? Ủa, đi nail salon chi vậy? Because you need to fix your hair. Ủa, nail salon sao fix hair được? No. Ở tiệm làm nail sao? Come here, Poppy. Ngọc nói tóc xấu đó nè, để dẫn đi tiệm nail. Hỏi dẫn tiệm nail làm gì? Để sửa lại cái tóc cho Poppy. Let's go. Rồi đi tới tiệm làm tóc không? Ok. Rồi, tới tiệm làm tóc chưa? Yeah. And then you wash your magic wand. Đúng rồi. And then, ai sẽ là người cắt tóc cho Poppy hôm nay? Poppy doctor. Poppy doctor hả ta? Cắt tóc. Ok, bây giờ hồ biến nha. Hồ biến. Biến. Rồi, Poppy có tóc đẹp rồi. Yeah. Ủa chưa hả? À, chưa, tưởng ai biết, tưởng ngồi biến đâu. Mommy sit, you gotta sit. Ngồi. Đây nè, ngồi đây nè, đây nè, đây nè. La 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 bu. Vậy bây giờ là con chó làm tóc cho mẹ cho Poppy phải không?
Ok, làm tóc cho búp bê đây. It's a turn. Xong chưa? Dạ. Ồ, cảm ơn nhiều nha. Thank you. Nhìn tóc tôi có đẹp hơn không? Dạ. Cảm ơn, cảm ơn công chúa Beo nha. Bây giờ công chúa Beo có muốn đi uống cà phê không? Dẫn công chúa Beo đi uống cà phê. Dạ. Ok, đi. Nó thích, bây giờ nó thích chơi, nói chuyện gì nè cô chú nè. Rồi, công chúa Beo muốn uống cà phê gì nè? Coffee. Cà phê gì? Cà phê sô-cô-la mixed with nhĩ quan nhĩ tây. Trời ơi, cà phê sô-cô-la mà mix với nhĩ quan nhĩ tây hả? Trời ơi, cà phê đó lạ nghe. Bữa nào mẹ thử làm cái đó cho chay nha. Trời ơi, cà phê sô-cô-la mà mix với nhĩ quan nhĩ tây. Trời ơi, cái này à. Còn à, thôi, cái đó uống đau bụng á. Okay. Sô cô la là phải uống riêng mà nhị hoa nghệ tây là phải uống riêng chứ mà mình mix vô là mình bị đau bụng. Ok, green tomatoes and then pumpkin. Trời ơi, muốn tomato với pumpkin hả? Trời ơi, hai món đó đập quá, hai cái món trời ơi. No. Come on. Trời ơi, muốn nước ép cà chua với lại hả bí ngô. Ok, broccoli, bông cải với lại cà rốt. Ok, lên đây. Đi uống cà phê mà sao toàn uống nước trái cây không vậy? Hả? Đi uống cà phê mà sao toàn uống nước trái cây không vậy? Rồi thì lên đây đây chứ còn đứng đâu đó làm chi vậy? Ok. Biết rồi, lại đây đi. Đây nè cô chú, cái con puppy này là cái con mà cái con gấu bông mà đầu tiên mà mua cho nó mà mắc nhất nè cô chú nè, không phải con thứ hai chứ. No. Con Maybe mua như cô chú nhớ đi no, cái mò. Don't à không nói nó. Ồ rồi ok. Đi cái mò, à, đi cầm đưa điện thoại cho mẹ, đưa điện thoại cho mẹ. Đưa cái mò, đi cái mò của Chicago á. Trời Hello. Ơi, con này gì nó mắc dữ không biết. Here's your juice. Thank you. Nghe này xuống dưới lụm điện thoại đưa cho mẹ coi cô chú cho nhắn tin mẹ đó. Thank you here, puppy. Công chúa ơi, công chúa có thể nào lụm giùm tôi cái điện thoại màu đỏ được không? Dạ. Rồi, đúng rồi, cảm ơn công chúa nha. Trời ơi, phải đưa cho mẹ mình đàng hoàng chứ. Ok. Sao vậy? Tại sao lại hỉ mũi? Chịu. I'm much crazy. Boop, boop, boop. Achoo. Em ơi nhớ nha. Hãy cố quên đi bao nhiêu chuyện tình đam mê nhớ nha. Làm gì ạ? Achoo. Sao vậy, công chúa bị bệnh hả công chúa? Achoo. Công chúa ơi. Achoo. Công chúa bị bệnh hả công chúa? Không, không bless so much. Có làm sao? Achoo. Sao vậy? Sao bị bệnh vậy? Yeah, how puppy's been? Puppy bệnh hả? Yeah. À, con làm cái đó là để puppy hết bệnh luôn hả? No, this is puppy. Trời ơi, nó kỳ, con búp bì này nó ăn gì mà nó cứ giúp 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 giúp. Ok, Poppy, let's go, Poppy. Elsa, and my name is Belle, and my name is Anna. Hello, mình tên là... À, tên gì? Poppy. You have a good hair. Trời ơi, cảm ơn bạn khen cái tóc của mình đẹp á hả? Yeah. Trời ơi, cảm ơn bạn nha.
mình đang buồn về cái mái tóc của mình đây, nó gì mà nó nhiều màu sắc mà nó dựng lên mình thấy nó xấu quá đi thôi. Well, I have a gift for you right here. Ồ, bạn có quà cho mình hả? Quà gì á? They'll have a gift. Oh, Anna have a gift. Cái đó là cái gì vậy bạn? A magic wand so you can magic everything. Đây là cái này là cái cây thần kỳ là em có thể ước tất cả những điều ước luôn hả? Dạ. Bây giờ em nên ước cái gì giờ ta? Ước gì anh ở đây giờ này? Ủa, thì cái cây này em. Let it go. Ước gì anh ở đây giờ này? This is not a singer. Ủa, cái này em phải đe hát hả? This is for magic hair. Cái này là để cho cái đũa thần kỳ cho cái tóc chứ không phải là để này nó Disney không vào cái này không phải là ca sĩ. This is not a singer. Ok. A magic. Ai biết tại con nói cái cây này cây đũa mình muốn ước. Trời ơi cái cây đũa này thần kỳ ghê. Trời ơi tóc em đẹp lại này chị nè. You gotta start your dress. Okay, áo luôn ha. And then your makeup. Makeup luôn hả? Trời ơi, em mặt đỏ, em mặt em đỏ qua là makeup gì? Phải cho em makeup là phải làm màu đen mới đúng luôn. Em cảm ơn chị nha. And you need some lipstick. Trời, cho lipstick luôn hả? Oh. Trời ơi, đẹp ghê luôn, Poppy, đẹp ghê. Em cảm ơn chị nhiều nha. Thank you. Can we hang out with you? Me too. Okay, đi chơi. Bây giờ chúng ta đi chơi. We gotta go to sleeping first. Ủa, đi chơi sao giờ đi ngủ? Yeah, have a pretend party. Pretend, giả bộ. Right, rồi, em nằm đây nha. Rồi, ba đứa ngủ. And then đứa nào cầm cái giữ cây đó, cái giữ cây đó chứ không để mất á. Đứa nào bự con nhất trong đám là phải giữ cây đó chứ không để mất á. I'm gonna finish them. Ủa, con ngủ luôn hả? À con ru nó ngủ đi, con hát con ru nó ngủ đi. Con ru bài oh, Good night darling. Trời ơi, good night darling. Bà quá bà ơi. Good night darling. Good night darling ở đâu kiếm mà. Good night darling. Trời ơi, ba nó nói từ darling nhân vậy đó. Nó nghe biết cái từ darling. Darling có nghĩa là trời ơi, có nghĩa là yêu thương, yêu mến rồi dữ lắm á cô chú. Trời ơi, good night darling rồi có bữa nó kêu Ngọc bằng honey nữa chứ. Good night, honey. Gồm không mẹ cái, không mẹ cái nữa. Mom, you're not sleeping. Ủa mẹ không ngủ con không mẹ hả? Đúng rồi. Good night, darling. Kiss me. Let's go to sleep. Good night, Linda. Mommy. Mom, the shoes are sleeping. Let's see. Are you sleeping? Let me help you. Trời ơi. Good night, Linda. Trời, ôm em dữ vậy. Good night, Linda. Hello, xin chào cô chú. Chay đây. Cô chú coi cái xì tai của Chay ngày hôm nay nè. Come here. Let me show you this. Đi qua đây mẹ cho con coi này nè. Đi kiếm Lucky. Đi đây. Đây. À, xì tai là baby shark. Đu. Coi chừng té nha chị hai. Hai con mắt của baby shark luôn. Cô chú thấy bên này chơi mặt đẹp không? Mùa hè là chơi phải rắc đồ thật là đẹp. À, đúng rồi, con phải dậm thiệt mạnh, đúng rồi. Đó, có mặc cái quần jean nữa đó, mà nhìn giống như không mặc quần không? Trời, con đi cái kiểu này muốn đạp một cái chơi té ngựa. Mặc áo đẹp ghê á, mẹ mua áo mặc đẹp quá. Trong bộ sưu tập đồ mới mua đó cô chú. Cô chỉ có mùa hè mới mặc được đồ này thôi chứ còn mùa đông Ngọc cái kiểu Ngọc không leo nhà vậy chật ních vậy đó, thì tự nhiên cái mặc đồ đẹp vô chị. Không đúng, sai. Em không sai chứ, giống như là em không sai, chúng ta sai vậy đó. Kitty cat tên gì? Con nói đi, Lucky Kỳ. Con nói đi, Kitty Cat tên là Lucky Kỳ. Thôi ơi, con đứng mà chụp hình. Con lại con hửi hoa coi. Hửi hoa bắt bướm coi.
Ủa tướng đứng hai hồi. Ủa smell rất kỳ hả? Đấy mày. Ủa mấy con nó kìa kìa. Nó biết bay rồi, nó bay cao dữ vậy. Ủa mẹ đâu có biết. Mẹ tưởng nó dịch cỏ chứ, mà sao dịch cỏ bay cao dữ vậy? À nó kêu bút bút vậy hả con? Nó có nhạc luôn, đúng rồi. Mày hửi nha, hửi cho coi. Thơm mà. No. Nó có một cái mùi thơm của hoa đó con, cái mùi hoa là nó thơm vậy đó. Mom, a snake. Cẩn thận nha, con đi mà con đi trong cái lùm á. Mấy con rắn này nó ưa là màu xanh lắm ha. Nó sao không có cắn đâu, nhưng mà mình vẫn phải cẩn thận, mình vùi lúc mình không biết con rắn này rắn gì á. Bên sông trăng ôi nỗi nhớ. Kệ người ta, cái đó nhà người ta, tự nhiên I hear somebody chứ gì. Không, đừng có vô nhà người ta chay à. Chay à. Kỳ. Đó, hay. Rồi vô say hello. Say hello. Hello. Welcome back. Just pet him when he wants, only when he wants to be petted. Yeah. And he loves dogs. He loves to be rubby in his belly. <That's> adorable. She's getting so bad. Yeah. Hey, good to see you guys. Welcome home. Enjoy. Welcome Thank back. You. We'll see you out on the boat. Thank you. Yeah. Điều chuyện gì? Ấy cho người ta đi ngang, cho người ta thèm làm phiền người ta vậy đó. Cái gì à? Dính gì à? Đừng có chui vô trong mấy cái lùm nhiều, nó dính cỏ dính ấy rồi này kia. Đây nè, mày lấy ra cho. Đây nè, dính cỏ đây nè. Đó, cọng cỏ bự chà bá lửa đây nè. Đâu rồi. Rồi hết rồi đó, lấy ra rồi đó. Rồi mặc vô đi. Ôi ôi ai vậy? Ai đạp xe đạp đây? So I aired up all your bike tires, baby. Ah. And the tires for the Oh, okay. So you can take JD on bike rides. Okay. And now you're going to change your oil? Yeah. Okay. You got my phone, baby? Oh, yeah. I'm gonna, But I need them. Well, I'll give it back to you. When? When I'm done. I'm gonna be listening to music. When are you gonna be done in half hour? I'm gonna call you. Yeah. I'm gonna call you. Ủa gì vậy? Bị nữa hả? Kỳ ghê vậy. Đây mày coi coi. Đây mày coi coi. He hả? Tôi coi he gì, he đi thì lạ lùng đây. Có he gì đâu. Bởi vì thôi về lấy giúp khác mang đi. Dạ không. It's okay, mom. Oh, it's okay rồi. Nó nói dạ không. Nó nói không sao hết. Không sao, mang vô đi. Where is that? Rồi, ba đi rồi. Đi ra sửa xe rồi. Rồi, đẹp quá. Coi chừng nha chưa. Ấy vô đàng hoàng. There's a snake down there. Không biết nữa, hên xui. Tụi nó có thể ở khắp mọi nơi. Mình không. Rồi, mình mốt cái cây này mà ra nở hoa đẹp lắm nè trời. Trời, cây này mốt ra nở hoa đẹp lắm. Nó hoa màu trắng á. Đẹp lắm. Trời, cô chú nhớ cái con đường này ngày xưa không, chạy đi vòng vòng. Lâu dữ lắm rồi, đâu có đi lại đường này đâu. Chắc cũng cả năm trời đó. Từ khi nó lớn tới giờ đó. Năm ngoái còn đi không ta? Chay à, đi chay với để người ta thấy chứ đi lại quay hoài chay. Kỳ ghê. Kỳ ghê. Rồi. Cái gì nữa? Trời ơi. Thiệt chứ. Đi chơi con này không vui gì. Chơi là thấy không vui gì đó. Chơi mà nội người ta đợi nó, mà nó để nó sửa đôi dép nó không, nó cũng hết giờ hết ngày nữa. Người ta đã không có giờ, người ta đi. À rồi, lấy được rồi, lấy cũng có được rồi. Hay ghê. Hả? Ngọc á, mà Ngọc la nó trụ bây giờ ghê lắm nha cô chú nha. Ngọc bây giờ Ngọc la nó lớn tiếng hơn cái mẹ. Mẹ nó nhỏ thôi chứ mẹ đâu có cần phải nói lớn vậy đâu. Ghê không? Ghê lắm á. Earlier đó, đúng rồi. Hồi đó đó phải không? Nó mẹ nói chuyện lớn đó. Mà Ngọc nói chuyện với mẹ Ngọc hay là nói chuyện cô Nhung, hay là có ai mà Ngọc nói chuyện lớn đó. Trời ơi, cái tật Ngọc nói chuyện lớn thôi. Mà nó ngồi kế bà nó chỉnh đó như nè. Nó nói mẹ đâu có được nói chuyện lớn vậy với bà ngoại. Với lại bà Dung, với lại bà Năm. Cái nó trời ơi, mẹ đang nói chuyện chơi mà, tại vì cái giọng của mẹ lớn thôi. Nó cũng không được luôn. Nó nhỏ thôi, chỉnh mình dữ lắm. Con này mô mốt lên là đi thôi. Tôi đi đằng trước, nó đi sau lưng tôi, nó chỉnh tôi nè. Chào đó trời ơi, chào với hàng xóm đó. Dữ lắm á.
chỉnh đồ này kia dữ lắm á, không phải đơn giản là đó, khó lắm đó. Mẹ mà tào lao là chỉnh mẹ trước mặt mọi người. Quê gán chịu. Người ta đang nướng barbecue để người ta ăn tối đó chay. Wow. Ừ. This is not dirty. Hả? À cái này chưa tối, đúng rồi, tại vì không, nhưng mà sau 6 giờ nó là tối rồi, mặc dù trời vẫn sáng nhưng mà mình vẫn consider nó là tối. Ngọc nói người ta nướng bờ ăn tối, nó nói ủa chưa tối mà, có được không? Đó nữa. À, không vui, xin lỗi. Nó nói có gì vui đâu mà mẹ cười. Ghê lắm, mà chỉnh dữ lắm. Giờ này không phải là tối mà nói mày, mà mày nói tối đó. Đi đâu quá? Hả? Mấy con chim á, mấy con chim nó kêu quạc 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 á. Jady, con có muốn biết cái mailbox là cái gì không? Cái thùng thư á. Đây nè, cái thùng thư nè con. On your left. Đó, cái đó gọi là cái mailbox đó con. Thì những ai mà gửi thơ cho mình, gửi đồ rồi cho mình, người ta sẽ gỡ bỏ ở trong cái mailbox này là mình ra mình lấy. Giống như mẹ ship nhị hoa ngày tây cho cô chú vậy đó, là người ta sẽ để trong cái thùng thư này cho cô chú ra lấy chìa khóa ra là của mình ra mở là có được cái mailbox. Hả? Đâu có được, cái này là của mình, đâu có mở ra được con. Hello. Hello. I don't hear her. Có, người ta say hi lại rồi, người ta say hello con rồi. Nó mà say hello ai mà ai không say hello lại cho nó là nó cũng nói. Nó là con chưa nghe. Nó là dữ lắm, con này mốt là nó bắt lỗ bắt phải ghê lắm. Có chú kia đi ngang qua đó. Nó nói mẹ sao chú đó thở cái đầu chú đó không có tóc. Có được đời không? Mẹ nó đã nói là nó nhỏ nhỏ thôi, đừng có nói, người ta không có tóc, kệ người ta. Khơi mẹ, tóc chú đó màu tím kìa mẹ. Ừ, tóc chú tím. Trời, có khi đi ngang qua thấy người ta tóc tím á, quắt người ta lại nói gì nè. I like your hair. Có nghĩa là tôi thích cái tóc của bạn á. Dữ. Tóc quá, tóc là gì? Tóc là gì? I don't know. Còn biết chứ, tóc là gì? Nói mẹ nghe coi, tóc là gì? Red. No, tóc là gì? Orange. Bậy. Blue. Tóc là hair. Hồi bữa có phải là chú kia có cái tóc màu purple, con nói cô thích tóc chú đó không? Rồi mà nó thấy cái áo của ai đẹp ha, hay nó thấy đồ dài của ai đẹp là khen liền. I like your shoe, I like your shirt, đồ này kia khen dữ lắm. Thì tại vì con có cái chân con nhỏ quá đó nên con mang không có vừa, thì nó cứ ấy ra hoài. Con mong mốt con ăn cho thiệt nhiều vô, mình lớn lên thì mình sẽ mang vừa. Áo ấy cưng dễ sợ thiệt chứ, mốt dẫn anh đi mua thêm mớ đồ nữa. Đồ, những cái đồ mà Ngọc mới mua cho chay á, từ Onivy cho tới cái đồ mà mới mua, nói chung là mới mua hết một cái chuyến đi Florida, Ngọc đã đóng thùng lại hết rồi, chuẩn bị gửi về Việt Nam. Để cho đợi dịch ấy ấy chút là Ngọc với chay về á, là gửi về hết, tại vì Ngọc phải gửi về hết. Lúc mà Ngọc với chay đi á, tại vì phải cách ly 20 mấy ngày mà, là xách 2 cái vali nhỏ đi thôi. Chứ còn mà đâu có xách mấy cái thùng đi được. Nên là bây giờ phải gửi về trước hết. Đi đường kia con, đi đường đây. Đường này nè. Nên là phải gửi hả 5-6 thùng về trước luôn á, quần áo. Rồi bắt đầu mới gần tới cái ngày đi mình mới đóng sô-cô-la. Rồi bắt đầu gửi sô-cô-la về, cái là bắt đầu cách ly mấy ngày về là. Hello. Mọi người thấy mấy người này, ta thấy nít người ta thích lắm. Quẹo trái về tới nhà nè. Đi đây, mày chỉ cho đi, mày chỉ cho đi. Ok. Trời ơi. Hả? Ủa nãy giờ con đi con kiếm rắn á hả? Con kiếm nó làm gì vậy? Nhưng mà con kiếm ở đây làm gì? What is the purpose of fighting it? Con kiếm ở đây làm gì? Trời, con quýnh nó hả? Ủa, nó đâu có, nó làm gì mình đâu, tự nhiên mình kiếm nó, mình quýnh nó, sao mình chỉ kiếm chuyện vậy? Sao vui lý vậy? Vậy bây giờ mày hỏi con nè, bây giờ tự nhiên ai kiếm con quýnh con có chịu không?
con có chịu không? Tự nhiên một người ta chạy đến ta quýnh con chịu không? Dạ không. Dạ không. Mà vậy tại sao tại nhà con đi kiếm người ta con quýnh người ta? Sao kiếm chuyện vậy? Trời ơi. Chuyện dữ không? À té nha, té là trẹo chân đó. Trẹo chân hả? Trẹo chân là cái chân bị trẹo xuống vậy nè. Là thử đi rồi biết trẹo chân là gì. Nó hỏi quách trẹo chân. Còn lại con hửi hoa coi. Hửi hoa bắt bướm coi. Trời ơi, tướng đứng ngay hồi. Ủa? Smell rất kỳ hả? À, đi mày. Ủa, mấy con nó kìa chạy kìa. Ủa, nó biết bay rồi, nó bay cao dữ vậy. Ủa, mẹ đâu có biết. Mẹ tưởng nó dịch cỏ chứ mà sao dịch cỏ bay cao dữ vậy? À, nó kêu bút bút vậy hả con? He have a music. Ồ, nó có nhạc luôn, đúng rồi. À, mày hửi nha, hửi cho coi. Thơm mà. No. Nó có một cái mùi thơm của hoa đó con, cái mùi hoa là nó thơm vậy đó. Mom, a snake. Ờ, cẩn thận nha, con đi mà con đi trong cái lùm á. Mấy con rắn này nó ưa là màu xanh lắm ha. Nó sao không có cắn đâu, nhưng mà mình vẫn phải cẩn thận, mình dùi lúc mình không biết con rắn này rắn gì á. Bên sông trăng ôi nỗi nhớ. Kệ người ta, cái đó nhà người ta, tự nhiên I hear somebody làm chi vậy? Không, đừng có vô nhà người ta chay à. Chay à. Kỳ. Đó, hay. Rồi vô say hello. Say hello. Hello. Khi nào nữa. Ủa, cố tình luôn hả? Cố tình luôn hả? Thôi đi bộ về luôn, đi bộ về luôn. À thôi, ai biết, tưởng bỏ dép ra muốn đi bộ về. Hôm qua mắc cười ghê á, nó lấy đồ dài của Trì đó, nó mang vô, tại cái sỏ dễ mà lấy dài con còn ta mang vô, rồi nó bắt con ta mang giày nó. Ờ, hôm qua con, hôm qua mẹ đang kể chuyện hôm qua rồi cái hả, bắt đầu dài của nó khó mang, cái đưa cho Trì mang vô, cái bắt đầu ngồi chỉ gia Trì. First là đầu tiên á, chỉ bài bản lắm nha, đầu tiên á là mày phải hả mở cái này ra, xong rồi mày thứ hai á mày phải đưa cái chân mày vô. Chỉ đồ bài bản lắm, nó không làm, nó đi làm cái công việc nhẹ, cái nó đưa nó chỉ cho người ta. Nó ngăn nó không, cái con chạy gì nhanh quá, không có chờ mẹ gì hết à.